là dàn mini có model là Victor Z11WMD. Chức năng chính của dàn này là CD hoạt động ok, MD không đọc. Phía sau dàn có ngõ ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. FM của dàn tần số là 108 Bắc Phone Đài Việt Nam. Cắm anten vào đây để nghe radio AM/FM. Đây là ngõ ao ít nha. Và đặc biệt dàn này có ngõ optical in, dùng giải mã DC kết nối Max TV và tín hiệu quang, dùng cải thiện chất lượng âm thanh trên Max TV nhà mình. Công suất âm ly tương đối khá lớn, lên tới 70W. Công suất lo là 70W trên cặp lo. Bây giờ mình cùng xem góc cạnh của lo nha. Cần xem hình ảnh chi tiết hay là cần tư vấn, vui lòng vào Zalo 0931008099 giúp em. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc chuyển đủ em sẽ tặng cho mình một cái khuyến học, tức là Remote học chỉnh được full chức năng trên dàn. Chẳng hạn như là mình có thể chỉnh được Super Bass siêu trầm nè, rồi chỉnh được lọc âm equalizer nè, tùy gu, tùy sở thích mà mình có thể chỉnh bass, chỉnh lọc âm để phù hợp với thể loại nhạc mà mình đang nghe. Và trên cái màn hình á, nó có rainbow chạy lấp lánh 7 màu. Đây. Hoặc là các bác cho dừng một màu nào đó mà mình yêu thích. Lọc 3 đường tiếng, bass của lo là 10cm, chiều cao của lo là 28cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm, sử dụng tốt cho phòng từ 15 đến 30m2. Đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V. Các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hoặc là muốn gắn thêm Bluetooth phía trong âm ly thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Khi mình bỏ cái đĩa CD thì mình nhấn nút ở đây. Đây, nó trượt cái khai đĩa ra như vậy. Thiết kế của đèn trên dàn rất là đẹp. Lo 3 đường tiếng cho chất lượng âm thanh đều cắt dãy. Victor lúc nào cũng vậy, cho chất lượng âm thanh nịnh tay, nghe được đa thể loại nhạc. Bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc cho các bác tham khảo qua chức năng đĩa CD. Mình chỉnh Super Bass siêu trầm được 2 mức.